Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Comprehensive Area. Một vị khách mời quốc tế sẽ có mặt ở đây ngày hôm nay. Khép chặt hai chân của mình lại. Đây là một thử thách đối với mình. Lên nữa, đẩy cao lên, cố gắng lên. Cái lần đầu tiên trong đời Vân mà Vân mang gì? Vân lên. Thúc cao lên, vươn người lên, cố gắng nào. Cố lên, cao lên, rồi. Cái tay nó cứ cong lại hoài luôn á. Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với hoạt động của vùng đất chứng minh thực lực Proving Area. Trong hoạt động này, các người mẫu của chúng tôi sẽ phải catwalk qua địa hình liên hoàn và kết hợp với việc tạo dáng cùng flamboard. 1, 2, 3, quay! Như một chiến binh chắc chắn lên. Không phải là 1, 2, 3 xoay lề mà 1, 2, 3. Oh, đã nghĩ đến những cái thử thách về catwalk nó cũng đã rất là khó rồi, nhưng mà lại không nghĩ rằng nó lại khó đến như vậy. Cầm cái váy rộng ra, quăng mạnh lên ra nào. Các em không cần đi lại nữa nhá, chỉ cần đứng xếp đúng cái thứ tự kết cho chị là xong. 1, 2, 3. Đi trên sỏi là cái khó nhất, nhưng chúng tôi đã được học cái lớp ballet để giữ thăng bằng. Trời ơi. Thực sự là muốn hóa điên nha. Thôi. Đi đi, đứng đó hoài vậy. À. Đau không? Còn 2 phút thôi. Run. Chạy run đi. Second, you have 2 minutes. Hurry up. This challenge is quite difficult. I think it's hard. You want to be a mentor? Team chiến thắng của ngày hôm nay chính là team mình hơi sốc. Anh không hiểu là Super Mentor của em muốn chơi cái gì. Đón xem tập 3 The New Mentor, người mẫu toàn năng, được phát sóng vào thứ Sáu ngày 25 tháng 8 năm 2023 lúc 20 giờ trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment và lúc 20 giờ 30 trên kênh On Sport Cộng thuộc VTV Cup.